Tử vi tuổi Hợi tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong những năm gần đây, khoa học ngày càng phát triển đã tác động một cách sâu sắc, toàn diện tới đời sống của con người. Việc khám phá, giải thích và đưa ra những phán đoán về các hiện tượng tự nhiên, xã hội, tư duy của con người luôn là những đề tài hấp dẫn nhất. Có thể thấy rằng, việc luận giải những tiềm ẩn của con người là một lĩnh vực luôn được mọi người quan tâm, tìm hiểu và xem trọng. Chính vì thế, tử vi phong thủy sẽ giúp các gia chủ có thể thay đổi vận mệnh, nắm bắt những cơ hội để thành công. Và tiếp trong phần luận giải tử vi từng con giáp và từng tuổi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem vận trình của những gia chủ tuổi Hợi trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021 và chi tiết các cung nạp vận của mệnh chủ. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi và nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Hợi trong tháng, thì chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan tử vi tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, tức ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là trường lưu thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp Sửu và dậu thành kim cục. Xung Hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt Tý. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Hợi. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu, những gia chủ tuổi Hợi sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 4, tức ngày 21 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là kỷ Tỵ. Đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947, Quý Hợi sinh năm 1983. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 4, tức ngày mùng 2 tháng 6 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ. Đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 và Ất Hợi sinh năm 1995. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Hợi trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 4, tức ngày 18 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hòa. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 3, tức ngày 30 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành độc thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của tuổi Hợi trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp và quan vận, tử vi tuổi Hợi tháng 4 âm lịch cho rằng vận trình công việc của bản mệnh không được tốt. Bản mệnh cảm thấy chán nản, mệt mỏi, không có tinh thần làm việc. Mục tiêu đề ra chẳng dễ để hoàn thành, liên tiếp vấp phải những thị phi. Nhiều người gây cản trở, làm bạn có cơ hội cũng không thể nào thăng tiến được. Công việc không được như ý, lại còn bị nói xấu sau lưng, khiến áp lực bị đè nặng. Cho nên trong thời điểm này, những người tuổi Hợi cần phải thật sự vững vàng mới có thể đứng lên và chống lại những điều rủi ro. Hơn nữa, trong thời điểm này, vì tính thiếu quyết đoán của mình, nên dù có khi đứng trước cơ hội trời cho, bản mệnh lại chẳng hề hay biết. Thay vì tin lời người tốt thì lại nghe theo kẻ xấu. Cuối cùng, mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí. Những người tuổi Hợi tháng này sẽ bị mắc sai lầm. Con đường công danh, sự nghiệp vì thế mà vừa khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi, giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, thì những người tuổi Hợi cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo và kim bài Thái Tuế để hộ thân, nghênh Thái Tuế. Sử dụng kim bài Thái Tuế để hóa giải thị phi và sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hộ thân tốt cho sức khỏe của gia chủ. Cả hai đều là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ hai, về mặt tài lộc. Nhìn chung tài chính của những người tuổi Hợi trong tháng 4 âm lịch không được như ý. Vì công việc không được thuận lợi, tài lộc của tuổi Hợi giảm sút, kiếm tiền trở nên khó khăn, bản mệnh có nguy cơ mắc cả vốn, lẫn lời. Nếu đầu tư mạo hiểm, thấy lợi cần phải thu hồi ngay, đừng tham lam mà mất trắng. Ngoài ra trong tháng này, những gia chủ tuổi Hợi sẽ dễ bị hư hao tiền bạc vào nhiều việc, trong đó có cả cho sức khỏe. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải phần hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tiếp tục sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về mặt tình cảm và gia đạo, bước sang tháng 4 âm lịch, do ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không nhỏ cái tình cảm đôi lứa của những người tuổi Hợi. Hơn nữa, do hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương, nên có thể tranh cãi xảy ra liên miên. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng, chu đáo trong cách ứng xử, giữ quan hệ tốt đẹp để có được quý nhân. Ai đã có một duyên nên trân trọng, đừng có chuyện mới nới cũ để mọi chuyện xấu đi. Bản mệnh cũng nên cẩn thận xem có người thứ ba đã xen vào chuyện tình của cặp đôi, nếu cứ mãi giữ tư tưởng so sánh thiệt hơn. Bên cạnh đó, trong tháng 4 âm lịch này, gia đình của bản mệnh cũng sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ quan, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết các vấn đề còn tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Đặc biệt thời điểm này, bản mệnh cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa và những người từ trước tới nay vẫn thân thiết. Họ có thể chính là quý nhân giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên của bản mệnh hanh thông, rộng mở, thì quý gia chủ tuổi Hợi mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận phải có công dụng hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, kích tình duyên và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Vận trình sức khỏe của những người tuổi Hợi theo tử vi tháng 4 âm lịch cho rằng tình trạng không được tốt cho lắm. Bản mệnh thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Bản mệnh nên nhanh chóng đi đến cơ sở gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Bản mệnh cũng nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Ngoài ra trong thời điểm này, một số người tuổi Hợi sẽ có khả năng mắc bệnh liên quan đến tim mạch, cho nên bản mệnh cần phải hết sức lưu ý, đề phòng những nơi tối tăm, ẩm thấp, những nơi u uất không nên qua lại nhiều, tránh ức chế chuyện vô bổ. Đặc biệt thầy Gia Cát khuyên những gia chủ tuổi Hợi nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ tử vi của từng tuổi Hợi trong tháng 4 âm lịch để quý vị có thể nhìn rõ và chi tiêu thuận tiện. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất là tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Vận trình tháng 4 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi khá bình ổn, chỉ cần bản mệnh lưu tâm để ý đến những vấn đề về sức khỏe. Đành rằng ở tuổi này bản mệnh sẽ mắc những căn bệnh về tuổi tác, nhưng không phải vì thế mà bỏ bê bản thân. Bạn nên tham gia các buổi gặp gỡ, tập các bài tập vận động phù hợp với lứa tuổi và giữ tình trạng luôn vui vẻ thì sẽ cải thiện tình hình sức khỏe. Ngoài ra, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để kích hoạt tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân tương trợ giúp đỡ bản mệnh. Đồng thời, vật phẩm này sẽ mang lại may mắn và bình an. Vận trình sự nghiệp của những người tuổi Tân Hợi trong tháng 4 âm lịch. Bản mệnh còn bị cản trở bởi cái khác ngang đường, tiểu nhân quấy phá. Tháng này tiền bạc cũng thất thoát nên nhất định không được làm ăn lớn, đầu tư nhiều tiền vào một mối làm ăn, kẻo ngày mất trắng. Tiền bạc không nhiều nên bản mệnh cần phải hết sức hạn chế chi tiêu những thứ không cần thiết. Cứ tiếp tục thích gì mua nấy, sắm sửa vô tội vạ thì đừng hỏi tại sao tiền mãi không có ở trong núi. Ngoài ra, trong thời gian này, người tuổi Tân Hợi nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc, quy si. Thứ ba là tuổi Hợi sinh năm 1983. Tử vi tuổi Quý Hợi tháng 4 âm lịch cho thấy vận trình của bản mệnh có nhiều biến động thăng trầm trong sự nghiệp một cách vượt trội. Công việc có lúc tốt, có lúc lại bị hiểu lầm, hãm hại, thành kẻ. Bản mệnh thực sự mệt mỏi, muốn từ bỏ. Tiền bạc trong thời điểm này cũng không nhiều nên cần phải hết sức hạn chế chi tiêu những thứ không cần thiết. Cứ tiếp tục thích gì mua nấy, sắm sửa vô tội vạ thì đừng hỏi tại sao tiền mãi không còn ở trong túi. Ngoài ra, bản mệnh cần phải nghiêm túc trong mối quan hệ của bản thân, đừng đứng núi này trông núi nọ, chán chường người bên cạnh làm hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống không được như ý. Tình cảm của bạn phải chính bạn chủ động. Quý gia chủ tuổi Quý Hợi luôn mang kim bài Thái Tuế bên mình để tăng thêm vận may, tài lộc. Thứ tư, Ất Hợi sinh năm 1995. Sự nghiệp của tuổi Ất Hợi trong tháng 4 âm lịch không được thuận lợi, nhưng ý kiến và đề bạt của bạn khó được cấp trên chấp nhận. Hơn nữa, thời điểm này cần phải quan trọng lời ăn tiếng nói và các mối quan hệ. Vận trình tình duyên trong tháng cũng không được như ý. Với những người còn độc thân thì việc kén cá chọn canh làm cho bạn mệt mỏi, chán chường. Cho nên bạn cần phải xác định rõ tình yêu của mình dành cho ai và to tới mối quan hệ tiến triển nào tốt hơn mối quan hệ xa hơn nữa. Bên cạnh đó, mâu thuẫn sẽ lên đến đỉnh điểm khiến bạn không thể tiết chế lời nói và cảm xúc của mình. Đồng thời, người giữ lửa hạnh phúc của gia đình bấy lâu. Ngoài ra, tử vi học có cho thấy thời điểm tháng 4 âm lịch tuổi Hợi còn khá chần chừ nên đôi khi thiếu quyết toán trong mọi việc dẫn đến thất bại trong nhiều thứ. Tuổi Ất Hợi còn năng động, mạnh mẽ hơn, mới mong có thể thành công một nửa. Để thành công và may mắn hơn trên con đường công danh, sự nghiệp thì các gia chủ hãy mang bên mình minh quang pháp bảo, vật phẩm hộ thân có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 4 âm lịch năm 2021 của quý anh chị. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Để được hỗ trợ vào chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi này. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video ngày mai. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.